Cha mẹ đừng tùy tiện tiêu hao phúc báo của con cái. Xưa nay chúng ta đều cho rằng làm cha mẹ thì phải dành cho con cái những điều tốt nhất. Tuy nhiên ít ai biết càng tiêu tốn của cải vô ích cho con cái chính là đang làm tổn hại phúc báo của con mình. Đây là đạo lý nhân quả tự nhiên của đất trời. Những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình có điều kiện, được bố mẹ nuông chiều sẽ có cơ hội làm được mọi điều mình muốn một cách dễ dàng. Do đó chúng không có nhu cầu phải cố gắng điều gì cả, không có chí tiến thủ. Thường những đứa trẻ được đủ đầy, sung túc quá, thường biến nhát. Chúng chỉ biết hưởng thụ, có thể còn thụ động, không dám dũng cảm đối diện với khó khăn. Ngày nay, những đứa trẻ con một được cha mẹ nuông chiều nên không có khả năng tự lập. Nhiều đứa lớn rồi còn không biết nấu cơm, giặt quần áo, không biết giúp đỡ người khác, không biết tự xử lý mọi việc, cũng không biết tự chăm sóc bản thân mình. Cái gì cũng phải chờ bố mẹ hay người khác làm cho. Đó là lý do các bậc cha mẹ cần dạy con biết tự lập. Đây được xem là khả năng cơ bản cần thiết để con trẻ đối diện với cuộc sống cũng như công việc sau này. Phúc báo cạn đường nhân sinh chấm dứt. Tôi có một đồng sự, anh kể rằng mỗi năm anh ấy đã tiêu tốn vài chục triệu đồng để cho con đi học. Tôi nghe xong rất đỗi kinh ngạc, liền nhắc nhở anh ta: con người sống trên đời đều là vì phúc báo nên mới có thể duy trì thọ mạng, phúc cạn thì mạng vong. Đừng đem phúc phận của con cái dùng hết như vậy. Số tiền học đó chính là phúc báo trong mệnh của con cái, nhất thiết phải tích trữ để tương lai còn có cái để sử dụng. Rất nhiều người có tiền, ngay từ nhỏ đã cho con cái ăn uống những món ngon vật lạ, sử dụng những món đồ tốt nhất, cho con đi học ở trường sang nhất. Tuy nhiên, khi những đứa trẻ ấy lớn, chúng thường dễ nhiễm những thói hư tật xấu, ăn chơi sa đọa. Đã có rất nhiều những bài học cảnh tỉnh về phương diện này. Tuy nhiên, rất nhiều bậc cha mẹ vì quá yêu thương con cái mà không lý trí. Thậm chí có những trường hợp người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Những chuyện này không phải xa lạ. Nguyên nhân chính là cha mẹ đã sử dụng hết phúc báo của con trẻ mất rồi. Xưa kia, khi dạy con, Giá Cát Lượng cũng lấy tu thân thủ đức làm đầu. Ông từng viết cho con trai lên 8 của mình Giới Tử Thư, tổng kết kinh nghiệm cả đời của Gia Cát Lượng. Trong thư ông viết: người quân tử lấy tỉnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức, không đạm bạc thì không sáng chí, không tĩnh lặng thì trí không cao. Trượng phu cần tu tâm tĩnh lặng, cũng cần tu học. Không học thì không thể có tài năng quảng đại, không có chí thì việc học không thể có thành tựu. Có thể thấy, bậc anh tài vốn thấu hiểu lẽ tự nhiên sẽ biết coi trọng đức. Đương nhiên, khi thấu hiểu được lẽ ấy, trong giáo dục con cái, họ sẽ không làm hao tổn phúc báo của con. Hơn nữa, họ sẽ biết dạy con dưỡng đức để có một tương lai tốt đẹp. Tích phúc báo chính là kiến tạo tương lai tốt đẹp. Người xưa dạy, lưu lại của cải cho con cháu, chúng cũng không giữ được. Lưu lại sách vở cho con cháu, chúng cũng không đọc được. Chỉ có lưu lại âm đức cho con cháu mới là lối ra cần thiết nhất cho chúng. Phúc báo của một người chính là do bản thân người đó bồi đắp lên. Vì vậy những người thân khác không cách nào mà thay thế được. Trẻ em có nghiệp lực và phúc báo riêng, cha mẹ không cách nào thay thế. Nhưng việc cha mẹ có thể làm cho con trẻ chính là thường xuyên dạy trẻ tích đức. Rất nhiều vĩ nhân từ xưa đến nay đều nói câu này: khi còn nhỏ, tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại chính là sự nghèo khó. Ngạn ngữ xưa cũng có câu: con nhà nghèo thì sẽ sớm biết lo liệu việc nhà. Đương nhiên, ở xã hội hiện đại, chúng ta không thể khiến những người giàu có bắt
con mình phải sống trong nghèo khổ để chúng hiểu chuyện, biết tạo dựng chí hướng, biết lo liệu việc nhà. Tuy nhiên, chúng ta nhất định phải bảo cho con cái hiểu rõ giá trị công sức của cha mẹ dạy trẻ tự lập. Quan trọng nhất vẫn là tránh tiêu hao phúc báo của con cái. Bởi nếu suốt ngày nâng niu con cái trên tay, khiến cuộc sống của chúng tưởng như hoàng đế, chính là làm tổn hại đến phúc thọ của chúng mà thôi. Muốn con cháu được tương lai tốt đẹp, trước tiên cha mẹ hãy gieo trồng ruộng phúc, tích đức làm việc thiện, thì sau này tự nhiên con cháu sẽ tự có phúc báo. Ngoài ra, dạy con tích đức, sống thiện lương mới chính là cách yêu thương con tốt nhất.